Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay đến với khu đô thị Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thì em Thọ đang có một cái cặp nền cực kỳ đẹp mà giá rẻ, vị trí đắc địa muốn giới thiệu cho anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì cái cặp nền này thì nó nằm ở vị trí đối diện với quỹ đất xây dựng trung tâm thương mại có quy mô là 2,8 hecta trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng. Lộ cặp nền này thì thuộc bờ lốc E5 nha quý vị. Diện tích của nó là ngang 10, dài 21,48, là hai lô mỗi lô 5 m anh chị nhé. Sổ thì là sổ hai lô riêng biệt. Và đối với những cái vị trí này thì thời điểm mua giá gốc của chủ đầu tư ấy là khoảng 2 tỷ tư anh chị nhé, khoảng 2 tỷ tư mua giá gốc của chủ đầu tư năm 2019 ấy. Và cái cặp nền này thì hiện tại anh chị chủ đất thì người ta cũng ra sổ sẵn hết rồi, nhưng mà hiện tại thì anh chị này đang rất là kẹt tiền, và sổ anh chị nhé, sổ của cái cặp nền này hiện tại đang nằm ở trong ngân hàng, và hiện tại anh chị khách hàng này muốn bán ra với mức giá chỉ có 1 tỷ 3 một lô thôi, tương đương với 2 tỷ 6 cho cặp nền này. Và nếu anh chị khách hàng nào mua ấy thì mình sẽ đặt cọc, thì anh chị chủ đất ấy, là người ta sẽ lấy sổ trong ngân hàng ra để người ta công chứng cho anh chị nhé. Và giá giá mà bán 1 tỷ 3 này anh chị này là cũng tương đương với giá mà anh chị ấy vay ngân hàng đấy anh chị. Thì đây là một trong những cái loại hình bất động sản mà gu của những anh chị khách hàng nhà đầu tư ấy, muốn đi săn những cái bất động sản mà ngộp ngân hàng, ngộp banh như vậy này, thì mình có thể nghiên cứu cho cặp nền này. Thì pháp lý của nó thì em Thọ sẽ nó trình bày rõ cho anh chị luôn, là cặp nền này thì giá thì rẻ hơn giá mua 2019 là 50% rồi anh chị nhé, và sổ là sổ đang trong ở ngân hàng, và cặp nền này thì nó nằm trên mặt tiền đường 16 m, đối diện trực tiếp với khu trung tâm thương mại luôn. Xây dựng ở đây là xây dựng tự do, và đối với vị trí này nếu anh chị khách hàng nào đầu tư lâu dài thì thời điểm này anh chị có thể mua vào anh chị nhé. Và khi mà thị trường ổn định trở lại, những cái nền trung tâm thương mại nếu khi mà thị trường ổn định anh chị thì người ta sẽ bán lại cái giá mà trên cái giá mua của chủ đầu tư 2019, tức là trên giá 2 tỷ tư, thì lúc đó anh chị vô hình dung là vị trí này sẽ là vị trí ăn theo những cái lô đất mà bán tăng giá của những cái chủ đất khác anh chị nhé. Và lô cặp nền này nếu mà bán thành công thì nó sẽ mang lại một cái tỷ suất sinh lời cực kỳ cao. Mình chưa bàn tới cái vấn đề là sau này trung tâm thương mại thời gian xây dựng là bao lâu anh chị nhé. Nhưng mà đối với diện tích như vậy và ngân hàng người ta cho vay cũng giá 1 tỷ 3 một lô rồi anh chị nhé. Đấy thì em Thọ thấy ấy, cái này là đánh giá cá nhân của em Thọ, thì anh chị mua đầu tư được. Và nếu mà mua xây nhà thì mức giá này nó cũng cũng là mức giá rẻ, không cao so với giá vị trí những cái vị trí thường đâu anh chị nhé, không cao so với những cái vị trí mà không đối diện trung tâm thương mại đâu. Đấy anh chị có thể lên Cát Tường Phú Hưng anh chị khảo giá thoải mái anh chị nhé. Thì cặp nền này là một trong cái cặp nền mà em thấy là giá cực kỳ tốt anh chị này, 1 tỷ 3 cho một lô đất 5 nhân 21,5, khoảng 110 mét vuông thì 105 mét vuông đấy, mà giá 1 tỷ 3 thì nó khoảng hơn 12 triệu một mét vuông anh chị ạ. Đấy, hơn 12 triệu một mét vuông mà đất ở thành phố. Đấy, đất ở thành phố đối diện cái trung tâm thương mại, đi đến các khu công nghiệp thì rất là gần. Đấy. Và đi lên trung tâm hành chính tỉnh cũng cực kỳ thuận lợi luôn. Và nếu ở đây các cháu nhà mình đi học cũng rất là tiện, ngay đầu đường, ngay sau cái dãy cao su này là trường học hết rồi anh chị này. Đấy, nhà mình đi chợ búa các thứ cũng rất là gần. Đấy, còn nếu mà xét về cái khía cạnh về anh chị tìm một cặp để mua xây biệt thự đấy anh chị nhá, thì mức giá này cái cặp này cũng cực kỳ ngon. Còn đặc biệt là anh chị nào đầu tư ấy, mà gu đầu tư theo những cái sản phẩm bất động sản mà ngân hàng người ta thanh lý ấy, những cái lô này là kiểu như ngân hàng thanh lý anh chị này, thì nên lưu ý cặp nền này. Đấy, giá nó không chênh so với giá những cái nền thường đâu anh chị ơi. Đấy, nó không chênh đâu. Đấy, tính ra 1 tỷ 3 mà những cái nền 5 nhân 21,5, 21,48 thì những cái nền mà 5 nhân 16, 5 nhân 17 năm bây giờ thì người ta cũng giao dịch khoảng 10 triệu đến 10 triệu rưỡi một mét vuông, thì cái cặp nền này đường nó to hơn. Đấy, đường 16, những cái nền nhỏ thì đường có 12 mét thôi. Đây đường 16 mét và nằm đối diện trung tâm thương mại đấy anh chị.
thì cái dư địa tăng giá của nó sẽ tốt hơn. Và thứ hai ấy là mình mua được một cặp anh chị nhá, cái điều quan trọng là mình cũng mua được một cặp, sau này mình bán cũng có giá hơn. Còn nếu thị trường ổn định lại thì những anh chị khách hàng mua trung tâm thương mại mà người ta mua 2 tỷ tư, 2 tỷ rưỡi ngày xưa chẳng hạn đấy, thì người ta cũng bắt buộc người ta sẽ bán cao hơn khoảng 2 tỷ 8, 3 tỷ. Thì lúc đó thì những cái lô mà như cái lô này chẳng hạn anh chị nhá, thì mình từ 1 tỷ 3 lên, mình chỉ cần lên đến 2 tỷ 6 thôi là mình đã lợi nhuận 100% rồi anh chị ạ. Đấy, lô này thì cặp lô này thì em thấy là giá cực kỳ hợp lý cho anh chị có thể nghiên cứu mua đầu tư anh chị này. Đấy, giá này giá chiết khấu rồi anh chị nhá. Đấy, còn bây giờ mà nếu nói về câu chuyện mà mua để đầu tư lướt sóng anh chị ạ thì không lướt được đâu. Mình mua theo kiểu thời điểm này giá nó rẻ anh chị này, hạ tầng nó đẹp này, rồi đất là liền kề khu dân cư hiện hữu này, xây dựng tự do pháp lý rõ ràng này. Đấy, thì mình mua thì 1-2 năm sau mình bán ra mình kiếm lời là hoàn toàn có cơ sở anh chị nhá. Thì anh chị khách hàng nào mà đang xem video này của em Thọ ấy mà muốn mua cái cặp nền này thì cứ gọi về cho em Thọ qua số điện thoại em để trên màn hình ấy, thì em sẽ hỗ trợ anh chị đi xem đất cũng như là gửi cho anh chị đầy đủ giấy tờ pháp lý để cho anh chị tham khảo luôn. Và em xin nhắc lại là cái cặp nền này thì sổ đang nằm trong ngân hàng anh chị nhá, mua bán thì mình sẽ đặt cọc và anh chị chủ đất lấy sổ ra ấy, thì lúc đó mình đi sang tên công chứng thoải mái thôi anh chị ạ, rất là minh bạch rõ ràng luôn. Tại cái này em cũng có làm việc với bên ngân hàng rồi thì người ta cũng báo là cứ tiền vào là người ta sẽ ra sổ ra, chứ không có vướng nợ xấu hay vấn đề gì đâu anh chị nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Chúc anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài tấn lộc tấn bình an. Và anh chị xem hết video này thì cho em Thọ một lượt like và một lượt đăng ký kênh anh chị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo.